Dự báo thời tiết tại Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước trong ngày hôm nay tiếp tục có mưa lớn về chiều và tối do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao. Dự báo mưa rông diện rộng ở miền Bắc còn kéo dài đến ngày mai mùng 4 tháng 8. Từ ngày mùng 5 tháng 8, khu vực Trung Du và Đồng Bằng giảm mưa, riêng vùng núi Bắc Bộ mưa lớn còn kéo dài nhiều ngày tới do tác động của mưa lớn đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp trong chiều và tối nay hà nội dự báo có mưa to với cường độ mưa lớn trong một thời gian ngắn sẽ xảy ra ngập tại một số tuyến phố trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh Mưa liên tục trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 8 đã khiến cho lượng nước đổ về hồ thủy điện trên cả nước. Mực nước của các hồ chứa tăng nhanh, nỗi lo thiếu điện trở lại với miền Bắc đã vơi bớt. Cụ thể, theo báo cáo, lưu lượng về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên nhiều tăng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số hồ có mực nước thấp như Thác Bà, Bản Vẽ, Trung Sơn, Hùa Na. Tại Hà Nội trong những ngày nắng nóng kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đã lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, đạt mức hơn 101 triệu kWh, vượt gần 1 triệu kWh so với sản lượng điện tiêu thụ cao nhất năm 2022. Tuy nhiên, nhờ phụ tải miền Trung và miền Nam giảm cả về sản lượng và công suất so với tuần trước, dẫn đến phụ tải toàn quốc giảm